Dạ anh ơi, em sắp đi nghĩa vụ rồi. Anh đi lính rồi, anh cho em hỏi là vào đó là cái bộ môn gì khó nhất? Tại vì năm nay thế nào em cũng đậu nghĩa vụ quân sự rồi anh. Để em học trước, có gì vào đó cho khỏi bỡ ngỡ. Em nghe nói ở trong nó có nhiều bộ môn khó lắm mà em không biết là nó khó như thế nào và bộ môn nào là vất vả nhất. Thì hôm nay anh chia sẻ cho em với nha. À, nếu mà ngay từ nhà mà em muốn học trước á thì có rất là nhiều bộ môn em cần phải học cũng khá là khó. Ví dụ như là vào đó thì 10 lời thề danh dự quân nhân em phải học thuộc lòng, không sai một chữ nào, không sót một chữ nào, không thiếu một chữ nào. 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân em cũng phải học thuộc. Rồi 11 chế độ trong ngày, rồi 3 chế độ trong tuần. Rồi em phải học thêm là chức trách người gác nè, chức trách chiến sĩ như thế nào nè. Em học gấp xếp nội vụ nè, học điều lệnh nè. Rồi em cũng phải học thêm về thông số kỹ thuật của AK là AK nặng bao nhiêu ký nè. À, rồi cái hộp tiếp đạn của AK là đựng được bao nhiêu viên nè. Em cũng phải học hết tất cả những điều đó. Khi vào đó thì em cũng phải học trên sách vở nữa. Em đừng có tưởng là khi vào đó chúng ta chỉ học hay là học súng ống đạn dược không thôi đâu nha. Em vào đó em cũng phải học trên giấy nữa, trên giấy về chữ nghĩa đấy. Thì vào đó em phải học chính trị nè, rồi em phải học ghi nhớ ngày tháng năm sinh các sự kiện lịch sử. Nói chung là em vừa lao động tay chân, vừa huấn luyện mà vừa học tập trên giấy nữa. Và em phải học rất nhiều nội dung mới như vậy. Nếu mà em xác định đi lính năm nay á thì ở nhà đó em hãy học hỏi những kinh nghiệm của những người lính đi trước á. À, em hỏi người ta xem vào đó học cái gì thì em có thể học trước bớt một phần nào đó đi, thì khi vào đó thì em sẽ có nhiều thời gian để em làm những cái việc khác hơn, nó sẽ đỡ áp lực hơn rất là nhiều. Vì khi vào 3 tháng tân binh em học dồn dập rất là nhiều nội dung, có thể là em sẽ cũng bị quá tải. Vì vậy nếu mà em học được những nội dung nào trước rồi á thì vào đó thì em sẽ dễ thở hơn. Và đặc biệt khi xác định vào môi trường quân ngũ, em phải luôn nhớ là chúng ta vào đó chúng ta học tập công tác và thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta phải toàn tâm toàn ý với cái nhiệm vụ của mình. Em đừng có suy nghĩ là vào đó là chúng ta sẽ vui chơi, có vui chơi đó, có thời gian vui chơi đó, nhưng mà thật sự trong 3 tháng tân binh chúng ta phải học những nội dung mới và chúng ta phải tích cực dồn 100% sức lực mình vào để mình thực hiện những nội dung đó. Còn những cái việc rau ria mà nó không có hữu ích đối với mình á, những cái việc rau ria mà nó không cần thiết đối với mình á thì em nên bỏ qua một bên đi. Em đừng có tư tưởng là vào đó là đem máy chơi game theo để mình giải trí là không có nha. Khi nào mà xong 3 tháng tân binh rồi á thì em sẽ chuyển về những cái đơn vị khác nhau. Nếu mà đơn vị nào thoải mái hơn á thì em sẽ có thời gian vui chơi nhiều hơn. Đặc biệt là không phải là vui chơi là vào đó là đánh bài hay là chơi điện tử gì đâu nha. Vào đó kiểu như là cuối tuần có thể là đá banh, buổi chiều là mình đi tập gym hoặc là chạy bộ. Những cái môn thể thao đó mình gọi là vui chơi. Còn những cái mà tệ nạn như đánh bài hay là chơi game, chơi điện tử hay là sử dụng điện thoại gì đó thì không phải nha. Vui chơi đây là những hình thức thể thao lành mạnh trong môi trường quân đội nha. Đấy, đặc biệt anh lưu ý với em vấn đề này. Và trước khi em đi lính thì em nên học qua một số nội dung đi, để khi vào đó thì em sẽ có thời gian em làm những việc khác và nó đỡ áp lực hơn cho em nha.